mới đây thì sau khi nga áp đặt lệnh trừng phạt mới với mỹ với việc loại bỏ sự có mặt của mỹ tại nga hiện tại thì các nhân viên của sứ quán mỹ tại thủ đô moscow của nga đang phải chuyển mọi đồ đạc và thiết bị ra khỏi những khu vực mà phía nga tịch thu lại Hành động này là dấu hiệu đầu tiên trong việc Nhà Trắng tuân theo lệnh của Tổng thống Nga Putin về việc chấm dứt sự hiện diện ngoại giao của Mỹ tại Moscow. Ngoài ra, phía Nga còn yêu cầu thu giữ khu vực nhà kho ngoại giao do Đại sứ quán Mỹ đang sử dụng để chứa đồ. Các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đang phải nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và những thiết bị ra khỏi khu vực thuộc quyền quản lý của Nga. Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu Mỹ cắt giảm 60% trong tổng số 1.200 nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga. Như vậy, Mỹ phải giảm bước 755 nhân viên, bao gồm cả những nhân viên bằng quốc tịch Mỹ và Nga vào ngày 1 tháng 9. Việc các giảm này sẽ ảnh hưởng tới đại sứ quán Mỹ tại Moscow và ảnh hưởng tới lãnh sự của Mỹ trên khắp nước Nga. Tuy nhiên nó đồng thời cũng ảnh hưởng tới những nhân viên người Nga đang làm việc trong đại sứ quán Mỹ và việc này còn có thể ảnh hưởng tới quy trình xin thị thực và các hoạt động ngoại giao khác. Lệnh trừng phạt mới này là một trong những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngoại giao giữa Nga với Mỹ đang ở mức đáng báo động.